Chào tất cả quý vị khán giả, tôi là Nguyễn Đức Thành, đội trưởng của đội bóng Than Quảng Ninh, FC Quảng Ninh. Đội bóng tôi gồm có 10 thành viên, tôi là đội trưởng. Mục đích chúng tôi tham gia thể thao là tinh thần thể thao, sức khỏe dùng là rèn luyện sức khỏe. Và trong tổ chúng tôi, những cái nhiệt huyết cả tổ xây dựng một cái tổ đội bóng để thi đấu, cống hiến cho khán giả, tất cả mọi người xem trên các cộng TV, Thể thao TV, một trận đấu thắp lây, hoành tráng. Và chúc mọi người được một buổi tối xem trên các cộng, một buổi tối vui vẻ và hưởng thụ bức tiệc thể thao hết mình, trái bóng cùng với đội bóng. Anh em với tôi xin cảm ơn.